Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi. Dễ phải lắm thôi mà. Thì cái game này là cái game mà gây ức chế cho người chơi nhất. Nó gây mà một cái sự ức chế mà không thể làm gì được nó. Giờ không lẽ đập cái máy đúng không? Tự nhiên cái đập cái máy là lỗ tiền nữa. Đó là còn ức chế hơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nhập level code nè. Rồi 7, 6, 4, 5 Uka Uka Anku. Rồi vô. Tao chưa bỏ điện thoại xuống luôn. Gì vậy? Không có gì. Thật sự là chúng ta không có gì để mà chúng ta buồn hết. Tại vì chúng ta đã đón trước được cái game này nó mất dạy mà. Đó. Wow, 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 chơi mơ chơi. Oh, chơi mơ mơ chơi là mì, chơi mơ 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 mơ. Cái cần. Đầu cu. Ây, rồi, rồi. Rồi. Dài 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 chú. Con cu dài ta mệt rồi. Yeah. Đó, đó. It was at this moment that he knew he fucked up. Fuck. Yo, 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 Oh, 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 yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Come on, come on, baby. Yeah, woo. Fuck. Fuck this game. Ôi, ôi. Ôi, thằng bùi, thằng bùi. Tại sao mà cái hòn đá nó có thể lăn trên cái không trung như vậy được? What the fuck? Tao nổi điên, tao nổi điên nha. Vâng, chúng ta lại thua quái vật đầu cu. Đeo tình. Không tình, không tình tết. Thanh Bùi, Thanh Bùi ơi, Thanh Bùi cứu em. What the fuck? Đồ. Damn. Fuck. Ôi. Ôi. Uh-oh, retard alert. Retard alert class. Hồi nãy đi được xa hơn mà. Đi đại thì đi xa lắm. Chết rồi, khóc mờ mắt mẹ rồi. Mừng quá, mừng quá, quên bấm. Hallelujah, hallelujah. Nữa hả?
đu. Uh-oh, retard alert. Ê, có khi nào mà nó giấu mình mà mình đi ngang qua chỗ đó được không? Cái số 3 đó có. Bình tĩnh, bình tĩnh, tự tin, thể hiện chính mình. What's up? Ghê không? Nhìn chưa, phải nét bắt đầu đó, chúng ta phải nghỉ giải lao chút tại vì rất là điên đầu với cái trò đó ha. Rồi thì phát nát lần này là của bạn Vi Thị Trà Lê tại Facebook nó đổi tùm lum nên không biết là bạn này tên Vi hay là tên Thị hay là tên Trà hay là tên Lê vậy. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã vẽ phát nát cho mình kawaii đồ. Rồi bạn này ký tên nè, Trà Vi. Trà Vi. Chắc quê ở Trà Vinh ha em. Rồi bạn nào có fanart thì cứ gửi về cho mình. Ở Cẩm Nang Game Thủ thì mình sẽ thông báo nếu mà bạn được chọn cái fanart và sẽ xuất hiện bất kỳ trong một video nào đó. Ok, và chúng ta cùng trở lại với game. Không giải lao hết luôn. Gì nữa đây? Một cái đùi gà hả? Đồ mám, điểm gì chó luôn. Tao nhấp 3 lần không gớt, tao nhấp lần thứ 3 nó gớt bể mặt tao luôn. Yeah, that's right bitch. Ăn đùi gà. Ủa, cái đó là ngọn núi đó hả? À ngọn núi mà chưa tô màu hết đó. Ở dưới móc luôn, móc cua được. Mất dạy. Đéo tình. Tao quên, tao quên. Nói chung là cái phản xạ của anh là số 1 rồi. Chứ sao? Nói chung là cái phản xạ của anh là số 1 rồi. Cái phản xạ của anh vẫn là số 1 thôi. Tại cái đó nó nhanh quá. Mẹ cái game này đúng là không chết là không thể biết được là nó gài bẫy gì mình. Đi đâu quên này. Ủa sao cái đó nó không rớt nữa ta? Đồ. Cái này chua lắm. Có thể là đụng ở trên đó là ăn cứt. Oh god. Không. Bạn thấy tôi hay không? Né cái cục vuông mà rớt cái cục dẹp. Vậy chết mới nó đẹp. Vần luôn vần. Ra thơ đồ. Chơi cái trò này ra những vần thơ đồ, đéo tin được.
Cố lên, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Vâng, 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 đứt chìm. Vâng. Tao phải làm gì? Mày nói đi. Tao phải làm gì? Tao phải làm gì? What the fuck? Không hiện ra mà đẩy được à? Hư cấu. Oh, dude. Yeah, khùng mẹ luôn. Chơi cái trò này xong. Má. Tao thấy cái cờ rồi. Tao thấy cái vật cờ lờ rồi. Lần nữa 6 game. Lần nữa 6 game. Nó sợ tôi 6 game. Mặc dù là game này tôi đâu có cài đâu, 6. Đây, thôi, chúng ta sẽ lưu lại cái code này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Ngoài ra hãy chia sẻ hộ mình trên 300 chia sẻ để mà mình có động lực mình làm tiếp video dành cho các bạn. Mặc dù là hiện tại mình khá là bận rộn trong những cái thời gian hiện tại, tại vì vừa phải làm bài chuẩn bị thi với lại đi làm nữa. Rồi, thì Facebook mình là Cẩm Nang Game Thủ hoặc là Chris Devil Gamer, thì các bạn thể dễ dàng tìm được Facebook của mình bằng cách gõ chữ Chris Devil Gamer hoặc là chữ Cẩm Nang Game Thủ lên phần tìm kiếm thì sẽ dễ dàng tìm được ngay Facebook của mình, và lên đó cập nhật những video mới nhất của mình ở đó nhé. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.